Nhắn tin. Nhắn tin như vậy. Ghê đâu nhắn. Nhắn tin với gì vậy? Bé Hạnh. Ừ, đúng là tin nói. Ghê, tôi nghe không có kể anh, không phải anh cũng ghê lắm rồi. Chưa. Hạnh vô, anh kêu lậu nành cho nó uống rồi ha. Rồi anh chăm sóc nó tử tế ha. Tôi đó giờ ở chung anh mười mấy năm rồi, không thấy anh kêu lậu nành cho nó uống. Phải gì vậy tin? Cá rồi, cá cho nó vậy. Hả? Cái này là do cái quay vé đó nữa. À, quên, thường lắm, những con lợn á, hai chị bị vỗ bụng. Làm gì vậy? Ừ, tin. Đưa em coi. Đang nhắn tin, đưa em coi.